Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nghị quyết 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 cho phép các doanh nghiệp được nâng thời gian làm thêm giờ lên 60 giờ một tháng. Hiệu quả quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử. Eco Sunday, chợ quê giữa lòng đô thị, điểm đến hấp dẫn với du khách tại khu đô thị Eco Park. Ủy ban nhân dân xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ xử lý kịp thời vi phạm về đất đai. Từ ngày 1 tháng 4, nghị quyết số 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành. Nghị quyết cho phép các doanh nghiệp được nâng thời gian tổ chức cho người lao động làm thêm từ 40 giờ lên 60 giờ một tháng, nhưng không quá 300 giờ một năm. Đây là giải pháp mở ra cơ hội cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn trong tổ chức sản xuất, ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực để phục hồi, phát triển sản xuất thời kỳ thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19. Ngoài 8 giờ làm việc bình thường, khi công ty có nhu cầu đáp ứng tiến độ giao hàng cho đối tác, chị Nhớ đồng ý làm thêm 1,5 giờ mỗi ngày. Thu nhập từ làm thêm giờ mỗi tháng của chị sẽ tăng trên 10%. Một ngày em làm thêm giờ là 1 tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi đấy, cái thu nhập của bọn em là tăng lên được 150%. Có nghĩa là bọn em ăn theo sản phẩm trong cái khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi đấy. Là bao nhiêu sản phẩm thì được nhân thêm 150% nữa. Thời gian qua, do có nhiều công nhân trong số gần 4.000 công nhân phải tạm nghỉ việc vì mắc COVID-19, nên đơn vị này có một số đơn hàng phải xin gia hạn thời gian giao hàng. Vì vậy, việc được tăng thời gian làm thêm lên 60 giờ một tháng sau khi trở lại trạng thái bình thường mới sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giao hàng cho đối tác. Quy định mới này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp là cái bố trí, cái sắp xếp lao động nó thuận lợi hơn. Còn đối với doanh nghiệp chuyên sản xuất khẩu trang này, tuy không sử dụng nhiều lao động vì quy trình chủ yếu là tự động hóa, nhưng việc được nới trần làm thêm giờ cũng sẽ giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong tổ chức sản xuất. Ngành đặc thù bên chỗ chúng tôi là sản xuất cho nên cũng sẽ có những phát sinh đơn hàng gấp, phải chạy theo tiến độ rất là gấp gáp. Khi mà nghị quyết của Quốc hội đưa ra về việc tăng thêm cái số thời gian lao động, thời gian làm việc thêm của người lao động từ 40 đến tối đa 60 giờ trên một tháng thì cũng đã rất là tháo gỡ được những cái khó khăn trong việc tổ chức sản xuất của doanh nghiệp chúng tôi. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi sức khỏe cho người lao động, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng không tuyển thêm lao động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn khống chế trần làm thêm giờ trong một năm là không quá 300 giờ. Đây được coi là giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh phục hồi phát triển sản xuất thích ứng với dịch COVID-19. Thời điểm này khi hoa nhãn đang nở rộ, đây cũng là thời điểm những người nuôi ong trên địa bàn huyện Khoái Châu lại tất bật thu hoạch mật ong. Huyện Khoái Châu hiện có khoảng trên 100 hộ nuôi ong với khoảng 25.000 đàn. Không chỉ các hộ nuôi ong trong huyện, nhiều người nuôi ong từ khắp các tỉnh như Gia Lai, Bắc Giang, Hòa Bình cũng mang ong tới đây để lấy mật. Các hộ nuôi ong hiện tập trung nuôi hai giống ong chính là ong ta và ong ý. Theo các hộ dân cho biết, nghề nuôi ong phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu nắng ấm chỉ cần 3 đến 4 ngày là có thể quay mật một lần, còn nếu thời tiết mưa ẩm phải mất 7 đến 8 ngày mới có thể lấy được mật. Mỗi thùng ong thường có từ 3 đến 10 cầu long tùy từng loại ong, mỗi vụ thu hoạch được từ 12 đến 35 kg một thùng. Thời điểm hiện tại, giá mật ong ý dao động từ 80 đến 90.000 đồng 1 kg. Mật ong ta có giá từ 140 đến 150.000 đồng 1 kg. Kết thúc mùa vụ, nhiều hộ nuôi ong có thể thu vài trăm triệu đồng. Hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Giải pháp được một số đơn vị hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh thực hiện là tận dụng mạng xã hội, trang thương mại điện tử để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Công ty Phương Thảo ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử chuyên thu mua các mặt hàng nông sản tươi của bà con nông dân để xuất cho các cửa hàng siêu thị. Việc chụp ảnh quay phim cập nhật các sản phẩm mới quảng bá trên trang thương mại điện tử Hưng Yên và trang web riêng của công ty thường xuyên được thực hiện. Nhờ đó, các sản phẩm nông sản được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm nông thôn tiêu biểu như long nhãn, sấy dẻo, ô mai được tiêu thụ khá thuận lợi. Giao dịch trên sàn điện tử của Hưng Yên, sản phẩm được các khách hàng trong nước và ngoài nước và các tỉnh bạn
gần xa biết đến, liên lạc về công ty đặt hàng mua. Và một tháng chúng tôi cũng xuất đi từ 3 đến 40 tấn hàng. Cao điểm vào dịp Tết tôi xuất đi từ 2 đến 300 tấn thị trường được mở rộng. Ông Bùi Xuân Sử ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên có gần 3 hectare nhãn, măng tây, mỗi năm cho thu hoạch trên 30 tấn sản phẩm. Từ tháng 6 năm 2021, được Viettel Boss Hưng Yên hỗ trợ bán hàng trên sàn thương mại điện tử Vỏ Giò, nên việc tiêu thụ sản phẩm của gia đình rất thuận lợi. Từ ngày tiếp cận sàn thương mại điện tử rất là có lợi. Khi mình đưa ra những sản phẩm gì đó thì trong giây lát quảng bá là cả có thể cả nước, thậm chí là nước ngoài cũng biết tới rồi. Sản phẩm thì tiêu thụ rất là tốt. Trước đây nghe nói là chuyển đổi số thì thật sự là chúng tôi cũng chả biết là chuyển đổi số nó thế nào, nghe có vẻ cũng là rất là xa vời, nhưng là khi mà bắt đầu là bước vào làm mình thấy là nó cũng rất là dễ thôi. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2020, đến nay sàn giao dịch thương mại điện tử Hưng Yên do Sở Công Thương quản lý đã hỗ trợ trên 50 tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đưa các mặt hàng lên sàn. Tuy nhiên, do nhiều người chưa hiểu biết được lợi ích của thương mại điện tử trong kinh doanh nên tham gia đăng ký còn ít, số người giao dịch thực tế không nhiều. Sở đang triển khai nâng cấp sàn thương mại điện tử nhằm tăng cường tính bảo mật cũng như an toàn thông tin trên môi trường mạng, đồng thời là cũng mở rộng thêm một số các tính năng mới trong việc giao dịch, hỗ trợ cho các đơn vị cung cấp các sản phẩm công nghiệp nông thôn cũng như là nông sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh tiêu thụ, xúc tiến thương mại đầu ra cho các đơn vị được một cách thuận lợi. Theo kế hoạch, năm nay, Sở Công Thương tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về thương mại điện tử, hỗ trợ không giới hạn các hộ sản xuất có đủ điều kiện sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng như VietGAP, OCOP tham gia sàn thương mại điện tử. Qua đó, góp phần giúp các hộ sản xuất nâng cao giá trị nông sản, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thuận lợi, thúc đẩy chuyển đổi số. Giữa lòng đô thị Eco Park thuộc địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, sầm uất với chuỗi hệ thống siêu thị và cửa hàng lớn thuận tiện đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, thì tại một góc khuất trong đó có một khu chợ mang màu sắc chợ quê với đa dạng các sản phẩm đặc trưng không chỉ ở các vùng miền của Tổ quốc mà còn có cả sản phẩm của nước ngoài. Đặc biệt còn có cả khu vui chơi giúp trẻ em hòa mình, trải nghiệm giữa không gian xanh. Phiên chợ được tổ chức vào cuối tuần đã thu hút đông đảo người dân trong khu vực cũng như du khách. Sau thời gian dài phải tạm dừng hoạt động do dịch bệnh, chợ lại bắt đầu hoạt động trở lại vào các ngày cuối tuần. Cụ thể, vào thứ Bảy từ 16 giờ đến 22 giờ và Chủ nhật từ 7 giờ đến 15 giờ. Cảm nhận của cư dân cũng như du khách khi đến đây, đó là được hòa mình vào thiên nhiên với không gian xanh, thoáng mát, hàng hóa đa dạng, phong phú, khác xa khi vào các siêu thị cửa hàng thương mại. Không khí là rất là vui mà sạch sẽ và vui vẻ, ai cũng thích. Hàng hóa ở đây thì rất là đa dạng, muốn mua mặt hàng gì cũng có. Đây là khu chợ với trên 50 gian hàng bày bán nông sản đặc trưng của tỉnh Hưng Yên và nhiều tỉnh thành khác. Đồ handmade cũng là nét đặc trưng của khu chợ này, với nhiều sản phẩm được làm từ sự tỉ mỉ, tinh tế, thân thiện với sức khỏe và môi trường. Đây là phiên thứ hai sau khi mà được mở trở lại, chúng tôi có cảm nhận rất là phấn khởi khi mang hàng đến đây. Một điểm cực kỳ độc đáo của chợ quê cuối tuần Eco Park, tại các gian hàng bán đồ ăn có sự tham gia của cư dân nước ngoài như Nga, Thái Lan, Tây Ban Nha, Ba Lan, Mỹ đang sinh sống tại khu đô thị, muốn giới thiệu về ẩm thực và văn hóa riêng của nước mình. Khu chợ này rất hấp dẫn. Đây là cơ hội cho mọi người buôn bán, gặp gỡ nhau. Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi ra ngoài. Mọi người rất thân thiện. Tôi rất thích khu chợ này. Ngoài sự cảm nhận của du khách lớn tuổi, trẻ em khi đến đây còn được hòa mình vào các trò chơi, từ trò chơi hiện đại cho đến các trò chơi dân gian. Điều này đã giúp cho các phụ huynh yên tâm, không phải lo lắng đến sự an toàn của trẻ nhỏ. Mặt khác, khoảng thời gian khi đến đây còn góp phần gắn kết tình cảm gia đình khi các bậc phụ huynh hòa mình trong các trò chơi cùng với các em. Đền Phượng Hoàng, tọa lạc tại thôn Phú Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cử, là di tích lịch sử quốc gia được xếp hạng năm 1991. Nơi đây thờ bà Cúc Hoa, vợ của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Chân, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, nổi tiếng với lòng thủy chung, hiếu thảo. Hàng năm, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 3 âm lịch, chính quyền và nhân dân nơi đây tổ chức lễ hội để tưởng nhớ đến công lao, đức hạnh của bà. Tương truyền rằng, Cúc Hoa là con một trưởng giả giàu có, người con gái nhan sắc, nhưng đã hy sinh tuổi trẻ, cuộc sống sung túc, êm ấm, một lòng chăm lo việc nhà chồng, chăm sóc mẹ già để chồng ăn học, thành danh. Tuy xa chồng 10 năm, nhưng Cúc Hoa
vẫn giữ trọn tình nghĩa thủy chung. Sau khi bà mất, nhân dân địa phương đã xây dựng đền Phượng Hoàng trên nền ngôi nhà của bà. Lễ hội đã thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân đến tham dự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ vừa cưỡng chế giải tỏa 6 trường hợp xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 6 trường hợp vi phạm chủ yếu là xây dựng nhà ở, hàng quán, nhà trọ nằm trong hành lang an toàn giao thông tỉnh lộ 376 nằm trên địa bàn thôn Thượng Bùi. Tổng diện tích vi phạm là hơn 500m2. Tất cả các công trình được các hộ lấn chiếm xây dựng trái phép từ năm 2010. Thời gian qua, xã Trung Hòa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu và chấp hành quy định pháp luật. Kết quả có 5 hộ phối hợp với địa phương tự tháo dỡ công trình vi phạm. Một trường hợp còn lại, Ủy ban Nhân dân xã tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, không có dự án, chỉ có hợp đồng thuê đất nông nghiệp của một hộ cá thể. Vậy mà công ty cổ phần ABC Việt Nam có địa chỉ tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử đã tự ý san lấp xây dựng công trình trên cánh đồng thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ. Điều đáng nói, chính quyền địa phương đã 2 lần lập biên bản đề nghị công ty tạm dừng để xuất trình các thủ tục pháp lý, nhưng công ty vẫn không chấp hành. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được trên cánh đồng thôn Giai Lệ vào ngày 7 tháng 3 năm 2022. Vốn dĩ, đây là khu đất đã được Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ phê duyệt diện tích chuyển đổi chăn nuôi xa khu dân cư vào năm 2015 cho một hộ cá thể để thực hiện dự án chuyển đổi từ đất lúa sang đất nông nghiệp khác. Nhưng chỉ có một hợp đồng thuê đất, không có dự án, không thông báo với chính quyền địa phương. Công ty cổ phần ABC Việt Nam đã lén lút san lấp xây dựng chuồng trại chăn nuôi không đúng quy định trên đất nông nghiệp. Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân xã Lệ Xá đã đến kiểm tra yêu cầu công ty cổ phần ABC Việt Nam xuất trình giấy tờ, thủ tục pháp lý khi tự ý san lấp, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Nhưng tại thời điểm kiểm tra, công ty không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì ngoài hợp đồng thuê đất với ông Nguyễn Trần Tuấn Đức có hộ khẩu tại Hà Nội. Điều đáng nói, ông Nguyễn Trần Tuấn Đức là nhận chuyển nhượng lại khu đất trên từ chủ trước. Do đó, Ủy ban Nhân dân xã Lệ Xá đã lập biên bản đề nghị công ty tạm dừng thi công. Chúng em cũng biết cái này thiếu sót của chúng em thì cho nên chúng em cũng nhận cái lỗi là không báo cáo cho lãnh đạo địa phương nắm được. Đấy thì chúng em cũng nghĩ là đơn giản là mình thuê lại mình dựng cái trại này nó nuôi gà nó đơn giản anh ạ. Đấy thì chúng em cũng nghĩ như vậy. Thế còn nếu mà biết như này thì thực ra là chúng em mình kiên trì có đầu cũng báo cáo lãnh đạo chính quyền xã rồi các bạn này là để cho phép của chúng em làm. Đấy thì còn các bác bảo hiện tại các bác bảo chúng em tạm dừng thì chúng em cũng nhận tạm dừng vào. Đấy phải có đồng chí giám đốc ABC đây có gặp tôi một buổi sáng bằng miệng thôi, không có văn bản, không có giấy tờ gì. Gặp làm gì ạ? Gặp để trao đổi hỏi, tức là cái phần đất, phần ruộng như thế này thì địa phương của thôn ấy, cấp thôn có quản lý không? Thì tôi bảo là đúng thì đất thì là của thôn, còn thực các anh thực hiện dự án hay là các anh chuyển đổi như nào thì yêu cầu là phải gặp cơ quan cấp trên. Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Lệ Xá đã lập biên bản yêu cầu công ty tạm dừng xây dựng, khi nào cung cấp đủ giấy tờ pháp lý thì triển khai. Thế nhưng phớt lờ biên bản trên, công ty cổ phần ABC Việt Nam vẫn không chấp hành. Và đây là hình ảnh chúng tôi ghi được vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 và trưa ngày 3 tháng 4 năm 2022. Qua ghi nhận, công ty vẫn đang tiếp tục xây dựng. Được biết, trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Lệ Xá đã tiếp tục lập biên bản lần 2 yêu cầu công ty tạm dừng xây dựng để trình các thủ tục pháp lý. Nhưng đến nay, công ty vẫn chưa xuất trình được giấy tờ pháp lý và tiếp tục xây dựng công trình vi phạm. Về mặt chủ trương của Đảng Nhà nước thì như vậy là chính quyền địa phương tạo điều kiện để giúp đỡ doanh nghiệp, người dân tích tụ được sử dụng đất để phát triển địa phương. Xong cái điều kiện như vậy là ABC để thực hiện cái dự án đó thì như vậy chưa đầy các cái quy trình thì ban xã đã yêu cầu cho dừng. Ngăn chặn hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp đối với công ty cổ phần ABC Việt Nam cho thấy sự nghiêm túc, quyết liệt của cấp chính quyền cơ sở trong việc thực hiện nghiêm chỉ thị số 05 năm 2020
về quản lý quy hoạch và xây dựng, kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Gần đây nhất là công văn chỉ đạo số 747 ngày 29 tháng 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường triển khai thực hiện chỉ thị số 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, dự án đầu tư và quản lý mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh. Trong khi các địa phương đang quyết liệt xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ thị số 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, thì việc tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp như công ty cổ phần ABC Việt Nam không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà ngay cả với cấp chính quyền cơ sở. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm trên để thượng tôn pháp luật được thực thi. Ngày 2 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Navaco ở khu công nghiệp Yên Mỹ 2, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã ra mắt sản phẩm mới Ancovimil. Đây là sản phẩm giúp bổ sung sức đề kháng, nâng cao sức khỏe của người dân, nhất là trước những tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ancovimil là một dạng sữa non có nguyên liệu được nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ với thành phần sữa non bổ sung 24 tỷ lệ khuẩn, giúp tăng cường miễn dịch. Với 6 phương pháp tác động, Ancovimil hỗ trợ tăng cường miễn dịch, bảo vệ đường tiêu hóa, bảo vệ hô hấp tim mạch, tăng cường trí nhớ, nâng cao hệ vận động. Ngoài ra còn có thành phần nhân sâm Ấn Độ giúp cải thiện tình trạng căng thẳng mệt mỏi, tốt cho hệ tim mạch và hỗ trợ tăng cường các chất dinh dưỡng cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Navaco đã có 8 năm hoạt động trong lĩnh vực y tế, tập trung sản xuất các dòng sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học với 9 dây chuyền sản xuất hiện đại. Sản phẩm Ancovimil ra mắt sẽ đáp ứng nhu cầu bổ sung tăng sức đề kháng, nâng cao sức khỏe trước những tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp đang được các đoàn thể và địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai. Tuy nhiên, các trường hợp đã từng là F0 có được hiến máu không và khi đi hiến máu cần lưu ý những gì để vừa đảm bảo an toàn tiếp nhận máu, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, sau tiêm phòng vaccine, nếu sức khỏe ổn định thì có thể hiến máu sau 7 ngày với các loại vaccine được Bộ Y tế phê duyệt. Sau 1 tháng với các loại vaccine sống giảm động lực và sau 6 tháng với người tham gia thử nghiệm vaccine, còn những người bị COVID-19 mà khỏi rồi thì sau 10 ngày có thể hiến máu được nếu đáp ứng đủ hai điều kiện sau: âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên và không còn một hoặc triệu chứng sốt, ho, khó thở, tiêu chảy. Người hiến máu cần lưu ý, ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn về cân nặng, cách lần hiến máu thời gian gần nhất tối thiểu 12 tuần, chỉ đăng ký hiến máu khi thực sự khỏe mạnh và không có nguy cơ nhiễm các bệnh lây qua đường truyền máu, không có các yếu tố liên quan đến COVID-19, trả lời trung thực các câu hỏi về tình trạng sức khỏe, các yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19, khai báo y tế qua ứng dụng BC COVID và tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham gia. Chỉ tính riêng trong tháng 3, tháng thanh niên đã thu hút trên 1,2 nghìn đoàn viên tham gia hiến máu, thu về trên 880 đơn vị máu. Trong đó, huyện Khoái Châu có số lượng đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhiều nhất với 800 người. Theo kế hoạch, năm nay tỉnh Hưng Yên có 3 đợt phát động hiến máu tình nguyện, dự kiến sẽ có gần 20.000 đoàn viên tham gia. Với tinh thần hiến máu để cứu người, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cho nên phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên thanh niên thời gian qua diễn ra sôi nổi và ngày càng thu hút được tầng lớp thanh niên. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Liên quan tới một số đề xuất về việc loại bỏ Nga ra khỏi nhóm G20, mới đây Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng phản đối, khẳng định khối này không nên bị chia rẽ.
Trong cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng không ai có quyền chia rẽ G20. Ông cho rằng G20 cần tập trung vào điều phối các chính sách kinh tế vĩ mô và không nên bị chính trị hóa. Tuyên bố của ông Vương Nghị được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi thảo luận việc loại Nga ra khỏi G20 như một biện pháp đáp trả chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Đề xuất loại Nga khỏi G20 cần phải có sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên. Indonesia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G20, diễn đàn kinh tế quan trọng của các nền kinh tế trên thế giới. Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay sẽ diễn ra vào tháng 10 tại Bali. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin được cho là có kế hoạch tham dự sự kiện này. Trong phiên điều trần trước Quốc hội Australia, giới chức Australia ước tính nước này có thể phải bồi thường tới 4,1 tỷ đô la Mỹ do hủy thương vụ tàu ngầm với Pháp. Thứ trưởng Quốc phòng Australia cho biết chi phí bồi thường cuối cùng chưa được xác định chính xác do quá trình thảo luận về khoản bồi thường đang diễn ra. Lãnh đạo Bộ phận Tài chính của Bộ Quốc phòng Australia cho biết đàm phán với các công ty của Pháp sẽ kéo dài sang năm 2023. Australia hồi tháng 9 năm 2021 đã hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm tấn công diesel điện của Pháp và chuyển sang phát triển tàu ngầm năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ của Mỹ và Anh. Hợp đồng tàu ngầm giữa Australia và Pháp được ký năm 2016, trị giá 40 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm ký và là một trong những thỏa thuận quân sự lớn nhất thế giới vào lúc đó. Tuy nhiên, chương trình này nhiều lần bị trì hoãn và đội vốn, khiến giới chức Australia ngày càng hoài nghi về hiệu quả của nó. Pháp ước tính mất khoảng 65 tỷ đô la Mỹ do bị hủy hợp đồng, điều có thể ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp quốc phòng của nước này trong những năm tới. Theo số liệu mới của Liên minh châu Âu EU, lạm phát ở châu Âu tăng vọt lên mức kỷ lục 7,5% và dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong tháng tới. Theo cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu, Eurostat, giá tiêu dùng ở 19 quốc gia sử dụng đồng euro đã tăng 7,5% trong tháng 3. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp lạm phát ở khu vực đồng euro lập kỷ lục, cũng là mức cao nhất kể từ năm 1997. Giá tiêu dùng tăng đột biến khiến người dân khu vực này ngày càng trở nên khó khăn hơn trong việc chi trả chi phí sinh hoạt. Chi phí năng lượng tăng cao là một nguyên nhân chính dẫn tới lạm phát ở châu Âu, với mức tăng 44,7% trong tháng trước. Theo cơ quan thống kê Eurostat, giá dầu và khí đốt đã tăng do nhu cầu ngày càng cao từ các nền kinh tế đang phục hồi sau COVID-19. Đặc biệt, mức tăng trở nên đáng lo ngại hơn khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang với các lệnh trừng phạt áp đặt tới Nga. Do đó, nguồn cung năng lượng cũng đã gặp nhiều hạn chế. Từ ngày 1 tháng 4, tuổi thành niên ở Nhật Bản chính thức giảm từ 20 tuổi xuống 18 tuổi sau khi luật dân sự sửa đổi bắt đầu có hiệu lực ở nước này. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1876, Nhật Bản hạ độ tuổi thành niên. Cũng theo luật trên, độ tuổi tối thiểu có thể kết hôn với nữ giới ở Nhật Bản là 18 và nam giới là 16. Cùng ngày, luật vị thành niên sửa đổi ở Nhật Bản cũng có hiệu lực, trong đó quy định về mặt pháp lý những người trong độ tuổi 18 và 19 không cần có sự giám hộ của cha mẹ và có thể tự đăng ký thẻ tín dụng, điện thoại di động, thuê nhà và ký kết các hợp đồng khác, đồng thời được cấp hộ chiếu thời hạn 10 năm. Ngoài ra, họ cũng có đủ điều kiện để hành nghề bác sĩ, kế toán viên, công chứng viên và các ngành nghề chuyên môn khác. Luật cũng cho phép áp dụng các hình phạt nặng hơn với những người phạm tội ở độ tuổi này. Một tổ chức bảo tồn thiên nhiên ở Scotland vừa qua đã lập kỷ lục Guinness thế giới về khách sạn côn trùng lớn nhất với thể tích 199,9 m³. Khách sạn côn trùng của tổ chức Highland Title nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên cùng tên ở Scotland. Dự án hoàn thành trong 6 tháng với sự tham gia của 7 nhân viên. Công trình mới sẽ trở thành ngôi nhà của hàng triệu côn trùng như kiến, bọ rùa, bọ cánh cứng, ong và bươm bướm. Chúng cũng sẽ tiếp tục cung cấp thức ăn cho các động vật khác trong khu bảo tồn thiên nhiên như dơi, nhím, chim và lừng. Một chuyên gia đánh giá từ tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đến xác nhận khách sạn giờ đã trở thành nơi sinh sống của nhiều loài vật. Kỷ lục cũ thuộc về một khách sạn côn trùng có thể tích 89,4 m³ ở Ba Lan. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.